hiệu trưởng tự ý cho 24 giáo viên nghỉ mà vẫn chi trả lương thưởng. Ngày 21 tháng 1, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thỏa, 54 tuổi, trú trên địa bàn, hiệu trưởng trường mầm non xã Phượng Dực về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2023, Nguyễn Thị Thỏa đã làm trái công vụ, tự ý cho 24 giáo viên nhân viên nghỉ dài hạn, thuộc các trường hợp nghỉ thỏa thuận không lương, trung bình từ 2 tháng đến 66 tháng. Nhưng kế toán vẫn được yêu cầu chỉ đạo chấm công, lập bảng lương chi trả của các tài khoản như đi làm bình thường. Sau đó, các giáo viên nhân viên nghỉ bị yêu cầu chuyển trả lại tiền cho nhà trường để chi tiêu trái quy định gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, với số tiền lên tới 649.966.714 đồng.